Gọi là chấp năm chưa? VLV cái team năm ông bảy núi nó bất bại luôn rồi chứ còn gì nữa. Cái team đó là đâu có sập được đâu, cái team đó là mãi đỉnh. Cái team đó là không bao giờ gãy được. Tại vì ở dưới quê tôi nó có cái núi sập mà nó chưa bao giờ sập luôn mà. Thì mấy ông nghĩ đi. Ở cái khu bảy núi có cái núi sập mà cái núi đó chưa bao giờ sập. Thì cái đội hình mà năm thằng bảy núi là cái đội hình mãi đỉnh. Ở nhất đỉnh mãi mãi. Chứ cái đội hình một thằng đội mũ rơm, một thằng cầm kiếm mù mắt, một con nai, một thằng cầm ná, một thằng cầu thủ, một thằng robot cũng đánh lại con rồng được đó anh, do sức mạnh tình bạn đó anh. Mấy ông ngộ quá à, mấy ông suốt ngày coi ba cái anime với ba vẫn xong rồi bị lậm, xong rồi bị gọi là weebu. Tôi nói thiệt chứ là cái loại người mà tôi ghét nhất trong cái xã hội này đó là mấy thằng weebu. Từ khi thằng eo chết trong Death Note là tôi đã không còn tin tưởng vào cái thế giới anime nữa rồi. Cho nên là mấy ông bớt giùm tôi. Chung ly trả cà lê hả? Nghe tôi tới thì xin nha. Tới thì xin cái cà lê lại nha. Mất xin. Tại cà lê có 2 slot à, mà bữa giờ Chung ly làm mà cũng ngại lấy lại quá. Có thằng em nó đang xin cái cà lê nhưng mà bữa giờ cũng ngại á. Xin nha. Mất chỉ muốn nói Chung ly lần câu cuối khi mà chúng ta đã không còn là bạn bè của nhau nữa thôi. Đó là có không tìm thì mất đừng giữ. Chen do em ton trong ba diêu một la choi hay là đét ba la khả năng tàu hai của anh bay là con như choi dòng tôi như đét phay anh có tàu hài đâu em sao thế nhờ. Nhưng mà nhắn tới Chung ly tôi mới biết là cái chị Thảo mà trong cái tôi mới phát hiện cách đây khoảng chừng 3 ngày, tại bữa đó tôi ngồi tôi coi stream của Levi thì hóa ra là tôi biết là cái chị Thảo mà Chung ly hay nhắc ấy thông kinh chán là cờ lê bên kênh Levi. Tại vô tình là cái hôm 3 ngày trước là tôi ngồi tôi coi stream của Levi, tôi coi cái Smash á, tôi coi Levi nó đánh cái tầm nhớ là chị Thảo chat là Chung ly chat lại, không cần biết là chị Thảo á chat cái gì là thằng Chung ly nó sẽ chat lại một câu. Bị phát hiện luôn. Gà chưa mà giờ ca còn thấy A7 ngủ trong phòng stream nữa. Error, anh có bao giờ anh ngủ trong phòng stream đâu. À. hiểu lát hơi chậm. Chào mình đây. Ơi đi về đi, mày đánh gì thọt lên bầu chết. Ông bé ơi. Búp lên, búp cho nó. Lú lú. John à, tự nhiên cái chạy lại búp e cho tao trong khi tao sống rồi. Sao tự nhiên tao sống rồi, tao đang đứng bê về mà lại búp e cho tao. Cái mày đứng mày nhìn Gray nó chết. Thế. Thế. Tao nói gì tao xích. Em thấy anh có kỹ năng cao tư gì tốt sao cô làm game thủ mà lại chọn con đường streamer tấu hài vậy ạ? Mất chọn con đường game thủ nhưng mà tại không có team nào tuyển á thì thôi ngồi stream tạm. Mất chọn á chứ, nhưng mà tại vì cuộc sống mà nó có lúc còn dòng sông thì nó có khúc chịu thôi. Trời Chung ly ơi, hôm bữa tao xin là bây giờ cho em đánh đi, em trả tiền ngược lại cho đội tuyển người cho luôn. Xin rồi luôn á chứ, tao biết thân biết phận mà mày. Sống trên đời á là phải biết thân biết phận. Đúng. Sống trong đời sống cần có một tâm hồn cộng để làm gì chúng biết không, để gió cuốn đi. Optimus Gam cần anh phải không? Gam có cần anh không? Anh biết văn phòng của Gam á, nếu mà Gam chỉ cần nói Gam cần anh một cái thôi anh dọn đồ qua liền. Nói nãy búp bê lô CC không cho mày đánh vậy đi bầu để tôi. Red này mới bò. Oh, hai ca tiền. Bot đi. Ở đây nó không biết đánh mặt rôm này ơi. Cái thằng. Mấy này ngộ quá ha, mình đã nói là mình 2k tiền thì cũng đè quýnh lộn. Xong rồi ping 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 ping.
Ủa mấy mày bị điên hết rồi mấy ông ơi. Tự nhiên kêu nó đẩy bot đi Gray, nó kêu mày nói ít thôi. Hay là nó đang chat với thằng nào mà bị mút trong cái game này á. Cho mấy này nó nhạy cảm quá vậy. Đó làm bánh khéo. Wow. Như thế, và nó rình nó bắt thằng cờ xanh tê á, xong mình ra mình thành hàng khóc luôn. Sao mà đi được hả bộ, sao mà đi được. Gọi là chấp năm chưa? Ủa lính trên top đâu hết rồi? Lít đép à? À cái lè đép. Hèn luôn được không ta? Mấy này yếu máu quá. Để coi tụi nó muốn làm cái gì. Hồi xưa A có đánh ông già vì ổng nhậu về đánh mẹ anh. Ôi hèn luôn kìa. What the... ngọt vậy. Một phao một. Giả man thật. Con tướng tụ mạnh lên. Đánh kinh vậy. Ôi đánh ông già tại vì ông nhậu gì ông đánh bà già mình á. Cái đó thì nói chung câu chuyện đó không ai vui chứ. Người mẹ cũng không vui, người con cũng không vui, mà người chồng cũng không vui. Câu chuyện đó là câu chuyện gia đình không ai vui.